Máy bay sụt còi của Nam Dương bị rớt là do lỗi con người, tin từ Jakarta. Các nhà điều tra Nam Dương ngày hôm nay cho biết lỗi lầm của con người đã gây ra vụ tai nạn máy bay vào tháng 5 ở vùng núi Java, làm cho 45 người trên máy bay bị thiệt mạng. Trong một cuộc họp báo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, gọi tắt là NTSC, cho biết máy bay Sukhoi 100 đã bay thấp một cách nguy hiểm, đâm vào núi Salak trong một chuyến bay biểu diễn. Người đứng đầu NTSC, ông Tatan Kuknyadi, cho biết trước khi máy bay bị đụng vào núi, nhận thức về địa hình của máy bay và hệ thống cảnh báo TAWS đã gửi nhiều tín hiệu cảnh báo cho phi công rằng có chướng ngại vật ở phía trước. Tuy nhiên, phi công đã tắt hệ thống cảnh báo TAWS bởi vì ông nghĩ rằng đã có một vấn đề với cơ sở dữ liệu. Ông Kuknyadi cho biết phi hành đoàn đã không biết rằng có khu vực núi xung quanh các đường bay do các yếu tố khác nhau, mà hậu quả là phi công đã không để ý đến tín hiệu báo động của hệ thống nhận thức địa hình. Ông Kuknyadi cũng đã đổ lỗi cho hệ thống radar yếu kém đã góp phần vào vụ tai nạn. Ông cho biết dịch vụ radar Jakarta đã không thiết lập được độ cao chính xác và máy bay đã không được trang bị với hệ thống cảnh báo độ cao an toàn tối thiểu cho khu vực cụ thể xung quanh núi Salak. Ông Kuknyadi nói với các phương tiện truyền thông rằng dữ liệu ghi âm cho thấy một khách hàng đã có mặt trong buồng lái trong vòng 38 phút bàn chuyện về hiệu quả nhiên liệu của máy bay với phi công kiệt của người Nga, ông Alexander Yablonsev. Ông Kuknyadi nói với các phương tiện truyền thông rằng phi hành đoàn của chuyến bay đã bị phân tâm do cuộc nói chuyện kéo dài. Hậu quả là phi công đã không thay đổi hướng bay theo như kế hoạch ban đầu và chiếc máy bay đã vô tình bay ra khỏi đường bay. Chiếc máy bay của Nga đang thực hiện một chuyến bay trình diễn giới thiệu máy bay để thu hút doanh số bán hàng ở Nam Dương. 8 phi công và kỹ thuật viên người Nga cùng với các nhà báo, các doanh nhân và các quan chức đại sứ quán đã có mặt trong chuyến bay.